Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Check-in Việt Nam. Hôm nay Giang Thanh sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn một di tích danh lam thắng cảnh đền Thủy Trung Tiên, hay còn gọi là đền Cầu Nhi. Theo truyền thuyết, ngôi đền nằm trên một hòn đảo nhỏ ở phía tây Hồ Trúc Bạch, gắn liền với sự kiện định đô ở Thăng Long của vua Lý Thái Tổ. Sách Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20, nhà xuất bản Hà Nội 1995, khi giới thiệu về vùng Hồ Tây, cụ Nguyễn Văn Uẩn viết: Lên đến gần đường Đê Yên Phụ, ta thấy còn mấy di tích lịch sử nữa. Ở bên phải, trên một gò nhỏ giữa Hồ Trúc Bạch, có đền Cầu Nhi. Đền này có từ thời Lý Thái Tổ, thế kỷ 11, khởi thủy ở cạnh núi Nùng trong Hoàng Thành. Khi xây dựng thành sau này mới chuyển bài vị thờ thần ra đây. Về sau, những người coi đền và người đến lễ bái chỉ biết là đền thờ Thủy Trung Tiên, tức bà tiên dưới nước. Năm 1982, đền bị phá để làm chỗ sản xuất của một hợp tác xã. Đến năm 1985 thì biến thành quán ăn cổ ngư, có cả sàn nhảy đầm. Theo lời cụ Nguyễn Văn Uẩn, trước thực trạng buồn, các nhà khoa học đã lên tiếng. Cuối cùng cái quán ăn kia đã bị dẹp. Và năm 1988, thành phố đã chi tiền kè đá quanh đảo, dựng nhà bia, ghi lại dấu cũ. Sau nhiều năm tồn tại thì đến dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long, người dân Hà Nội đã yêu cầu khôi phục lại ngôi đền. Năm 2014 thì dự án được phê duyệt. Đến năm 2015 dự án được triển khai. Sau 2 năm khôi phục, ngôi đền đã được khánh thành khang trang trong niềm vui của rất nhiều người dân Hà Nội. Đền chỉ cách đường Thanh Niên khoảng 30m. Quanh đảo đã được kè đá. Đứng ở đây, dễ dàng nhận ra giữa vòng cây lá um tùm thấp thoáng mái nhà bia. Nhà bia dựng kiểu chồng diêm hai tầng mái, bộ khung gỗ 8 cột lim còn tốt nguyên, mái lợp ngói ta, đầu bao rất mềm. Đến năm Canh Tuất có việc rời đô, Cầu Mẫu, Cầu Nhi đều hóa, vua nghe chuyện bảo đó là chó thần, bèn xuống chiếu cho dựng miếu thờ Cầu Mẫu trên núi, dựng miếu thờ Cầu Nhi trong hồ này. Miếu vẫn còn thuộc địa phận làng Trúc Yên. Như vậy, di tích Cầu Nhi đã có từ lâu và sang thế kỷ này có thêm tên gọi là đền Thủy Trung Tiên. Đền Thủy Trung Tiên đã làm cho chúng ta sống lại những giây phút lịch sử của Thăng Long Hà Nội. Hy vọng những giây phút tham quan vừa qua sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho quý vị các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.